Hello mọi người và xin chào mọi người đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Và hiện tại thì đang khoảng là gần 1 giờ 30 sáng của cái ngày Chủ nhật. Và mình thường là có thói quen là thích quay video và vlog vào buổi đêm, bởi vì lúc này nó khá là yên tĩnh cho nên là mình có thể làm việc được thoải mái hơn. Như các bạn là một người đầu tiên đến với channel của mình thì mình xin giới thiệu, mình tên là Đạt. Và mình làm video về thời trang và vlog xoay quanh với những cái đời sống của mình, và mình muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Và mọi người nhớ là đừng quên bấm nút subscribe bên phía dưới. Và bên cạnh cái nút subscribe đấy thì có thêm một cái dấu chuông, thì bấm vào cái dấu chuông đó để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Như các bạn đã đọc tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ review như unboxing cho mọi người một số những cái sản phẩm nhỏ nhỏ mà mình đã chuẩn bị nó cho cái mùa đông sắp tới này. Và một cái sản phẩm đầu tiên mà không thể nào mà không nhắc tới cho cái mùa đông được, đó chính là một chiếc áo hoodie. Và ở đây thì mình có một cái áo hoodie của hãng Dream. Thì cái hãng Dream này nó là một cái hãng local brand mới ở tại Đà Nẵng. Và mình cũng đã tìm hiểu qua của cái hãng này và mình có cóp hai sản phẩm của hãng này, là bao gồm là một chiếc hoodie và một cái quần jean. Thì cái quần jean một lát nữa thì mình sẽ show cho mọi người xem. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì cực kỳ là đơn giản. Các bạn có một cái áo hoodie cùng với cả một cái form áo là oversize để mình có thể xa ra cho mọi người thấy rõ hơn về cái form áo này. Thì đây có thể là một chiếc áo hoodie signature, một cái áo hoodie rất là đơn giản mà các bạn cần phải có trong tủ đồ của mình, là một chiếc áo hoodie trơn và một cái chữ Dream ở bên ngực trái của cái sản phẩm. Ở bên dưới thì nó sẽ có một cái túi để các bạn có thể đựng đồ được như thế này. Và đối với một số bạn thì có thể là không thích cái túi của cái áo hoodie này, nhưng mà cá nhân mình thấy mình đã sử dụng qua khá là nhiều cái áo hoodie rồi ấy, thì mình đánh giá chung một cái là mình nghĩ là cái áo hoodie này nên có cái túi như này. Nếu không ấy thì các bạn sẽ rất là trống. Và cái túi của cái áo hoodie này nhá, các bạn có thể để được rất là nhiều những cái đồ lợi ích cho các bạn, như là điện thoại, chìa khóa và những cái ví tiền luôn. Thì thực sự phải nói đây là một cái chất liệu vải nó cực kỳ là chất lượng luôn. Mình phải so sánh nó với cả một chiếc áo của Champion. Và sorry các bạn một chút là mình không có cái chiếc áo Champion ở đây, nhưng mà năm ngoái mình đã sử dụng khá là nhiều những cái chiếc áo của Champion rồi, và mình thấy là cái chất vải của cái áo Dream này nó khá là same với cả cái chiếc áo hoodie của Champion. Và cái chất liệu vải của áo hoodie này là mình thực sự rất là ấn tượng. Và cái chất liệu vải của nó theo như mình cảm nhận đây ấy, là nó được làm bằng cốt tông, bên trong thì sẽ có thêm một cái lớp lót bằng bông như này nữa để các bạn có thể giữ ấm được hơn cho mùa đông. Và cái phần cổ tay áo này thì sẽ được làm bằng chun len để khi mà các bạn mặc vào ấy, nó sẽ ôm sát cái cổ tay của các bạn hơn. Về cái chi tiết và về cái chất liệu vải của cái áo này, nó có ghi ở đây là 65% là cốt tông và 35% là polyester. Và về cái tỷ lệ giữa cốt tông và polyester như này thì mình thấy là nó khá là vừa vặn cho một chiếc áo hoodie rồi. Nó sẽ có một cái lượng polyester nhất định để các bạn có thể là co giãn được cái áo. Và về phần hood của nó, như mình đã nói rồi, để chọn được một cái áo hoodie đẹp ấy thì chúng ta phải dựa khoảng tầm 50% vào cái phần mũ của nó, và nó có thể đứng lên được như này hay không, hay là nó lại khi mà các bạn mặc nó lại bị bè xuống như này. Và mọi người nên cân nhắc về cái mũ đối với những chiếc áo hoodie nhá. Tag ở đây sẽ ghi in cái logo rất là đơn giản thôi, sẽ là Dream Z cùng với cả cái size bên cạnh. Phải nói thực sự là mình rất là ấn tượng về cái form áo cũng như là cái chất vải của cái áo Dream Z này. Và về cái độ dài giữa phần cổ đến phần vai của các bạn ấy, nó sẽ dài hơn chiếc áo bình thường, bởi vì là nó là một chiếc áo oversize mà. Cho nên là khi mà các bạn mặc ấy thì là cái phần vai của nó sẽ rơi xuống tầm cái quãng bắp tay của các bạn một chút. Cho nên là cái điều này nó lên thực sự rất là oversize, nó sẽ rất là đẹp. Và về cái cách chọn size của cái áo hoodie này thì mọi người nên cân nhắc, bởi vì là cái form áo của nó rất là rộng. Mình thì ở đây mình đi giảm đi khoảng tầm 2 size, bởi vì trước đấy là mình mặc thường là đồ mình sẽ mặc là size XL. Còn đối với hoodie này mình thì chỉ mặc là size M thôi, là nó đã khá là fit với cả người mình rồi. Và một cái món sản phẩm tiếp theo cũng của Dream Z là một cái chiếc quần jean có hai cái knee blowout ở đây. Nhắc đến quần jean cũng khá lâu rồi mình không review những cái loại quần jean có cái hay phần rách distress hay là những cái quần jean bình thường thôi. Và vì cái cảm nhận đầu tiên của mình là cái form quần này nó hơi bé một chút. Size ở đây có ghi là size là 32, nhưng mà cá nhân mình thấy là cái size 32 này nó chỉ tương đương với cả size 28 ở đối với những cái quần mà mình thường hay mặc thôi. Cho nên là mình sẽ không thể nào mà mặc được cái quần này. Và về cái màu của quần jean này, nó là một cái màu quần jean màu xanh dương. Nó hơi có chỗ đậm, chỗ nhạt một chút, thì nó sẽ có những cái phần distress nhỏ nhỏ ở đây để có thể tạo nên một cái điểm nhấn nhẹ nhàng cho chiếc quần. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có những cái đường vết mài rất là nhẹ nhàng để tạo nên được cái điểm nhấn hơn cho về cái chiếc quần. Và các bạn có thể thấy là cái phần knee blowout này làm thực sự rất là chi tiết. Và mình có thể nói là nó khá là giống với cả một chiếc quần minimal mà mình đã từng sử dụng. Là phần distress này mình thấy là họ làm 100% bằng tay.
Cho nên là những cái vết lát của nó ấy, nhìn trông rất là tự nhiên. Ở bên đồng quân bên phải thì nó sẽ có những cái điểm tương tự, nhưng mà ở trên cho phần đùi nó sẽ có một cái phần bit stretch to hơn, nó sẽ làm ở đây cùng với cả một cái phần nib lao vào ở dưới nữa. Và về cái độ hoàn thiện của chiếc quần jean này mà so sánh với cả chiếc quần jean khác thì mình thấy là nó phải đạt tầm khoảng tầm 8 trên 10 rồi. Và nữa sẽ có một phần zipper ở đây, và các bạn có thể nghe được cái tiếng zipper nó nghe kéo khá là mượt. Cái zipper được sử dụng ở đây là zipper của YKK. Ở phần sau này nó sẽ một cái đường chắp vá để các bạn có thể là gồ lên được cái phần ống bắp chân. Nó sẽ là một cái phần mà bó các bắp chân của các bạn lại để nó làm tôn cái chiếc giày của các bạn lên. Và trên đây là một cái detail nó khá là hay mà mình thấy là ít những cái quần mà local brand có thể làm được. Và về cái chất liệu vải ở trên cái tag có ghi cái info của sản phẩm là bao gồm là 98% là cotton và 2% là spandex. Nhưng mình thấy là cái độ spandex, cái độ co giãn của cái quần này cũng khá là vừa phải để có thể các bạn có thể fit được hơn so với cái những cái người mà form cho bán kiểu mình. Và ở mặt sau ở cái phần đĩa quần nó sẽ gắn được một cái tag bằng da. Thực sự luôn là cái local brand mình thực sự là ít những cái local brand có thể làm được cái điều mà gắn được cái tag da lên cái đĩa này. Và nếu như mà Dream có xem cái video này của mình thì mình có một số điều nhắn nhủ như sau, là nên đóng gói những cái phần packing của họ được chu đáo, được chi tiết và hoàn chỉnh hơn. Thì trước khi mà nhận những cái món đồ này ấy, là họ sẽ đóng ở gói ở trong một cái packing nó rất là bình thường thôi, nó không có gì đặc sắc lắm. Cho nên là mình đã xé và vứt cái packing đi rồi. Và về cái áo hoodie thì về cái độ hoàn thiện của cái chiếc áo hoodie thì nó rất là tốt rồi. Còn cái độ hoàn thiện của cái quần jean này thì mình hơi buồn một chút là size, cái form size, form quần hơi bé. Và nếu như mà trong tương lai Dream Dream có ra những cái quần mẫu quần jean mà form khác hoặc là size có thể fit vừa với cả người mình thì chắc chắn là mình không ngần ngại, mình sẽ ủng hộ Dream Z cực kỳ nhiệt tình luôn. Bởi vì là mình thấy là cái quần jean này nó khá là giống với cả quần jean của Minimal nhưng mà nó lại có một cái mức giá thấp hơn, thì tội gì mà chúng ta không thử. Và về lên chi tiết của cái hãng quần áo Dream này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Dream cũng như là những cái sản phẩm mà họ đang bán. Và tiếp theo thì vẫn trong cái series mà những cái đồ thu đông của mình, không chỉ là hai sản phẩm đâu mà mình sẽ unboxing thêm một cái sản phẩm nữa mà mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho mọi người, đó chính là một chiếc áo hoodie của hãng Manos. Và nếu các bạn không biết thì Manos Color là chính là một cái hãng mà do mình sáng lập ra để gửi tới mọi người những cái sản phẩm tốt nhất và cái giá thành thì ai ai cũng có thể sử dụng được. Và đây không phải là PR cho Manos Color mà là mình chỉ review đánh giá theo cái phương hướng là người dùng thôi. Và đây là một cái chiếc áo hoodie có tên là Authentic. Vì đây là một cái áo hoodie cực kỳ mới của Manos Color. Về cái thiết kế của sản phẩm, các bạn có thể là mình đựng trong một cái túi ni lông bình thường thôi, nó không có cái gì là đặc biệt cả. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để xem cái áo bên trong nó sẽ như thế nào. Thông tin về cái chất vải của cái áo này thì sẽ có bao gồm là 70% là cotton, 25% là bông và 5% là polyester. Các bạn có thể đang hỏi là tại sao lại 25% là bông, bởi vì là đối với chiếc áo hoodie ấy thì thường là họ mặc để ấm và mình đã sử dụng là 25% là bông để có thể giữ ấm hơn cho cơ thể của các bạn. Về cái form áo này thì mình may theo một cái form áo là chuẩn oversize, cho nên là các bạn không cần phải upsize hay là giảm size gì cả, mà các bạn sẽ mua true size về là lập tức là nó sẽ oversize thôi. Và về thiết kế các sản phẩm thì các bạn có thể thấy là mặt trước của nó sẽ in được một cái hình màu trắng và một cái chữ đỏ là có in là Manos. Ở mặt sau thì không có gì cả, nó là một cái hình trơn thôi. Về mặt trước của nó sẽ in được một cái hình một cái người đang đứng và được in nó thực sự rất là ma mị. Ở cái phần các bạn để ý cái detail của nó nhá, là ở cái phần tay bên trái của cái người này ấy, là một cái hình bàn tay mà in theo kiểu X-ray. Và về cái chất liệu in của cái áo này thì mình sử dụng là bao gồm là hai chất liệu in, nó thực sự rất là tốt. Về cái hình in to ở giữa này ấy, là mình sử dụng là chất liệu in là DTG. Vậy cái chất liệu in DTG này nó là một cái chất liệu in quy tật số mà tốt nhất ở cái thời điểm hiện tại rồi. Cùng với cả cái chữ đỏ này thì là cái chất liệu in là decan để các bạn có thể là rõ nét hơn được cái màu đỏ cũng như là các bạn có thể nhìn cái áo nó sẽ chi tiết hơn. Ở bên phía dưới này thì nó sẽ có một cái túi để các bạn có thể đỡ bị trống của chiếc áo của các bạn hơn. Ở ống tay này thì nó là bằng một cái vải bằng chun, cho nên là các bạn yên tâm là khi mà các bạn mặc vào nó sẽ lập tức ôm vào tay của các bạn hơn. Thì đây là một cái phiên bản mà mình làm ra dành riêng cho mình, cho nên là mình đã custom những cái đinh như này để có thể là tạo điểm nhấn hơn cho cái chiếc áo của mình. Và nếu như các bạn muốn là custom đinh như cái áo này của mình thì các bạn có thể nhắn tin khi mà các bạn mua ấy là custom đinh để Manos biết thêm và sẽ custom đinh y hệt như này cho các bạn. Bởi vì là nó sẽ làm được tăng được cái điểm nhấn cho cái cổ tay áo của các bạn hơn. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử để các bạn có thể đánh giá qua về cái form áo cũng như là cái chất liệu áo của cái áo Authentic này. Ok, và như vậy là mình cũng đã mặc xong chiếc áo hoodie Authentic rồi. Các bạn có thể thấy là cái phần tay áo này, như mình đã nói rồi, nó là một cái đinh, cho nên là nó sẽ là một cái điểm nhấn cực kỳ là xuất sắc luôn.
Và về cái hút của nó, các bạn có thể thấy là cái phần hút của nó có thể dựng được một cách rất là dễ dàng. Và cho nên là các bạn yên tâm, cái phần hút này nó có thể dựng được nhé. Về cái thiết kế của hình in thì các bạn có thể thấy là mình mặc ở đây thì nó là một cái form áo là oversize. Cho nên là các bạn sẽ có một cái fit nhất định so với những cái chiếc áo hoodie như thế này. Và chi tiết của Manot Claw thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Manot Claw. Và nếu như các bạn có muốn tham khảo thêm về những cái bộ outfit của mình xem là mình mix sẽ như thế nào thì các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram của mình. Ở trên đó thì mình sẽ up thêm về những cái story về đời sống của mình. Và các bạn có thể cùng vào đó để chia sẻ cùng với cả mình. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm được những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace. We'll be right back.